qua đi bỏ con nha. Rồi con đi trước, con chỉ đường cô ba đi. Nắng quá cây này. Cây có biết cây này là cây gì không? Cây này là cây gòn. Đó, trước mặt mình đó. Cây gòn. Ơi, ở hôm nay có cây cây gì? Ừ, đi. Còn cây này là cây gì? Cái này trái gì? Chuối. Cây chuối hả? Hay ta. Giờ mình đi hái trái gì? Trái gì? Trái chôm gì? Trái chôm chôm. Đúng rồi. Ở đây có nhiều cỏ bự vậy. Ừ, cỏ bự. Rồi, con đi trước đi. Cái vườn này dùng của ai? Dùng của ai? Ông nội. Chưa hay ta, của ông nội đây. Này là trái gì nè, tới rồi nè. Trái gì ta? Chôm chôm. Wow, chôm chôm ta. Rồi con cảnh bọc đi. Con hái chưa này? Chưa, cái này chưa có đỏ. Mình đi kiếm mấy trái đỏ đỏ mình hái nha. Tuốt ở trên cao lận cây nơ. Em biết ăn chôm chôm không ta? Biết hả? Không con, cái đó hư rồi. Cái đó hư rồi, bỏ đi qua hái khác cho. Bỏ đây nè, trái trà báo ngoài đây luôn nè. Em cầm giùm cô ba đi. Đây nè. Cầm quay nè. Con cầm gì đi, con cầm đứng đây nè. Rồi, cầm, đứng nha. Đứng nha, đứng đứng nè. Bỏ vô bọc. Rồi tiếp tục đi nữa. Thôi rồi đi thôi. Ê, ở kia có nhiều chú chôm đó. Ừ. Ê, rất nhiều. Cao quá, không hái được. Ê. Cao quá sao hái giờ Ken? Chim chôm cao quá. Ê, không, cái đó hư rồi con. Còn ngày mương không à. Ngày mương thôi. Đây, có một trái ở đây kế bên. Con ăn không? Cô ba lột cho con ăn. Nè, chua quay cái. Rồi. Ấy. Ha, cầm. Ừ, đó, nguyên trái trà bá. Ăn thử coi ngon không? Ngon không? Ngon. Chưa cạp nữa ngon, xạo hết sức. Tuốt có ngoài không mà sao hái vậy? Đó, trái trà bá. Wow, cái cây ở trên, trà bá ở trên luôn, đỏ kép ở trên luôn kìa. Nhóc ở trên trên đây luôn nè. Đâu rồi, đó. Mà không thấy được, cao quá. Thôi bỏ đi cô ba ấy cái khác cho. Ê da. Wow, ở trên nhưng mà cây cây nơi. Đó. Đây nè.